Và sau đây là cảm nhận của nhà thơ Thái Hạo đang trên trang Facebook cá nhân vào ngày 17 tháng 4 về việc mới đây một trưởng công an xã đã khen thưởng vì không nhận hối lộ. Mời quý vị cùng chia sẻ. Bước ngoặt lớn chăng? Cứ theo hình dưới đây thì học sinh đi thi mà không quay cốp khen, thầy giáo không đánh học sinh, khen. Hiệu trưởng không báo cáo láo, khen. Cha mẹ không bảo hành con cái, khen. Người dân đi đường không vi phạm giao thông, khen. Ông nào không hiếp dâm, khen trước thấy nhặt được tiền, tiền không phải của mình, mang trả lại mà khen là đã thấy mất cười rồi. Nay sống mà không ăn cắp cũng cần phải khen thì còn đặc biệt hơn nữa. Cứ đà này chắc ít lâu nữa, người ta phải lựa người nào ăn cấp ít nhất trong số những người ăn cắp để mà khen thôi. Hãy nói cho tôi biết anh khen ai, tôi sẽ bảo cho anh biết anh là người thế nào.